nhận định bóng đá Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai. Màn so tài giữa Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai được kỳ vọng sẽ diễn ra vô cùng sôi động trong bối cảnh cả hai bên đều đang khát khao giành 3 điểm ở ngày khai màn. Sau 3 trận đấu đã diễn ra vào hôm qua ngày 25 tháng 2, vòng 1 V-League 2022 sẽ tiếp tục diễn ra trong chiều tối nay với màn so tài rất được chờ đợi giữa hai đội bóng Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai. Trận đấu vừa được chọn làm trận khai màn mùa giải mới của bóng đá Việt Nam. Đây được đánh giá sẽ là trận cầu vô cùng hấp dẫn, sôi động khi một bên đang có lợi thế sân nhà cùng khát khao thể hiện mình của các cầu thủ trẻ. Bên còn lại là một đội hình với nhiều tuyển thủ quốc gia Việt Nam đã rất dạn dày kinh nghiệm trận mạc và có sự vững vàng về tâm lý thi đấu. Trận đấu giữa Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng hấp dẫn. Để chuẩn bị cho trận này, Nam Định đã có sự chuẩn bị tương đối kỹ lưỡng cho mùa giải mới. Họ là một trong những đội bóng trở lại sớm nhất sau kỳ nghỉ Tết để bắt tay vào tập luyện. Nam Định không phải đội bóng mạnh nhưng họ lại có thừa sự quyết tâm và khao khát giành chiến thắng. Bên cạnh đó, sức trẻ cũng là một điểm nhấn khá nổi bật ở đội bóng này khi huấn luyện viên Văn Sĩ đã có dịp trình làng nhiều cái tên khá chất lượng trong thời gian qua mà phải kể đến như Mai Xuân Quyết, Đình Sơn, Thanh Trường, Văn Hiếu. Mùa này, họ có thêm 6 cầu thủ tuổi 21 được đưa lên đội một, nâng số cầu thủ trẻ trong đội lên 13 người. Với một đội hình trẻ trung, khao khát ra sân thể hiện mình, đó sẽ là một điểm tựa để đội bóng Thành Nam hướng tới màn ra mắt ấn tượng trên sân nhà ở V-League 2022. Giành thắng lợi trước Hoàng Anh Gia Lai không phải chuyện dễ nhưng nếu chơi cố gắng và tập trung, Nam Định hoàn toàn có thể giành được một kết quả tốt đẹp. Câu lạc bộ Nam Định đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho mùa giải 2022. Ở phía đối diện, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai được đánh giá có nhiều cơ hội giành 3 điểm ở trận này khi đang nắm trong tay một đội hình thi đấu vô cùng tinh nhuệ, thiện chiến. Đội bóng phố núi lúc này đang sở hữu dàn cầu thủ đang ở vào độ chín sự nghiệp. Với dàn nội binh đã khẳng định được tên tuổi trong màu áo đội tuyển quốc gia, kết hợp với các ngoại binh được đánh giá khá cao về năng lực chuyên môn, đoàn quân của huấn luyện viên Kiati Sắc đang được đánh giá là ứng viên nặng ký cho chức vô địch và họ hứa hẹn sẽ tiếp tục thể hiện sự áp đảo ở sân chơi V-League năm nay. Vì vậy, trận gặp đội chủ nhà Nam Định sẽ là cơ hội để họ khẳng định sức mạnh như đã từng làm được ở mùa giải năm ngoái. Ở trận này, giới chuyên môn đã đánh giá rất cao cơ hội kiếm điểm của đội khách khi mà họ chưa từng thua trước Nam Định tại sân chơi V-League trong những năm gần đây. Theo những số liệu thống kê từ năm 2018 cho tới nay, hai bên gặp nhau tổng cộng 6 lần tại V-League thì Hoàng Anh Gia Lai đã thắng 5, hòa 1. Chỉ có đúng duy nhất một lần câu lạc bộ Nam Định đánh bại được đội bóng phố núi kể từ sau khi lên hạng là trong trận thắng 2, không ở vòng sơ loại cúp quốc gia vào năm 2020, diễn ra trên sân Thiên Trường. Trước một thành tích đối đầu khá lép vế đó, sẽ không hề đơn giản để thầy trò huấn luyện viên Văn Sĩ vượt qua cửa ải mang tên Hoàng Anh Gia Lai đang hừng hực khí thế trong cuộc đua tới ngôi vô địch V-League 2022. Mặc dù đội bóng Thành Nam vẫn luôn có được kết quả khả quan trên sân nhà Thiên Trường, theo lịch trận đấu giữa Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai tại vòng 1 V-League 2022 diễn ra vào lúc 18 giờ hôm nay ngày 26 tháng 2. Ở trận đấu này, sân Thiên Trường được mở cửa đón tối đa 10.000 khán giả đến sân. Đây là nguồn động lực tinh thần rất lớn cho thầy trò huấn luyện viên Văn Sĩ để họ có thêm dũng khí đối mặt với Hoàng Anh Gia Lai. Trong ngày ra quân mùa bóng mới, câu lạc bộ Nam Định chắc chắn không muốn rơi vào cảnh trắng tay ngay trên sân nhà của mình. Thế nên họ chắc chắn sẽ chiến đấu với hết khả năng của mình, kể cả khi phải đương đầu với một đối thủ rất mạnh như Hoàng Anh Gia Lai. Song để giành thành tích tốt trước Hoàng Anh Gia Lai không phải là nhiệm vụ đơn giản với bất cứ câu lạc bộ nào lúc này. Bởi trong tay huấn luyện viên Kiati Sắc đang là dàn cầu thủ nội binh và ngoại binh rất chất lượng và khát khao trước vô địch sau một mùa giải lỡ hẹn vì Covid-19. Trước thềm trận đấu đối đầu với Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà Thiên Trường, huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ khẳng định quyết tâm cao của đội nhà về một chiến thắng mở màn. Trận cầu tâm điểm vòng 1 V-League giữa Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai sẽ diễn ra vào chiều ngày 26 tháng 2 trên sân vận động Thiên Trường. Huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ đã có những phát biểu đáng chú ý về tình hình câu lạc bộ Nam Định. Toàn bộ các cầu thủ Nam Định trong thời gian gần đây đã không may nhiễm Covid-19. Trước 2 tuần để chuẩn bị cho trận đấu này thì các cầu thủ đã khỏe lại và có đủ nhân sự cho trận đấu gặp Hoàng Anh Gia Lai. Bên kia chiến tuyến, Hoàng Anh Gia Lai cũng có được lực lượng đầy đủ sau các cầu thủ trụ cột đã trở lại và những cái tên bị nhiễm Covid-19 cũng đã kịp bình phục. Khi được hỏi về đối thủ, huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Nam Định cho hay, Hoàng Anh Gia Lai rõ ràng là đội bóng mạnh và có lực lượng đồng đều. Sự ổn định của họ trong 2-3 mùa giải gần đây là rất đáng chú ý. Năm nay đội bóng phố núi còn dự Champions League châu Á nên có thêm nhiều sự bổ sung đáng chú ý. Gần đây chúng tôi có gặp họ 3 trận. Năm 2020, Nam Định thắng 2-0 ở trận đấu thuộc cúp quốc gia. Rồi sau đó hòa 2-2. Năm 2021 thì chúng tôi thua 3-4 trên sân Pleiku. Với việc đá trên sân nhà chúng tôi luôn có tinh thần rất tốt. Nam Định tôn trọng Hoàng Anh Gia Lai và trận này bằng mọi giá toàn đội sẽ đem về 3 điểm. Các cầu thủ Nam Định đều rất thoải mái, họ sẽ chơi cống hiến và trên 100% sức lực. Chúng tôi hạn chế được điểm mạnh của đối phương. Khi được hỏi về hai cầu thủ của Nam Định đang làm nhiệm vụ tại Campuchia,
huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ dành lời khen ngợi đến thủ môn Liêm Điều, nhưng cho rằng nếu để bắt chính thì anh sẽ phải nỗ lực và cần có sự tập trung nhiều hơn khi thi đấu. Còn với Mai Xuân Quyết, tiền đạo trẻ này được đánh giá là thi đấu tương đối tốt ở giải đấu khu vực, đáng tiếc là lại gặp phải chấn thương. Hai cái tên kể trên cũng là hai sự vắng mặt bên phía Nam Định trong trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai. Trận cầu đinh giữa Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai thuộc khuôn khổ vòng 1 V-League 2022 đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cử trọng tài FIFA điều khiển. Trọng tài FIFA bắt chính trận Nam Định đấu Hoàng Anh Gia Lai. Theo đó, trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã được VFF cắt cử điều khiển trận đấu giữa Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai. Đây cũng là trận đấu được mong chờ nhất tại vòng đấu mở màn của mùa giải 2022. Các trợ lý hỗ trợ trọng tài chính Ngọc Hà là Trương Đức Chiến, Phan Huy Hoàng và Nguyễn Trung Kiên. Trong chiều ngày 25 tháng 2, vị vua áo đen Ngọc Hà đã cùng đồng nghiệp của mình tới sân Thiên Trường để làm công tác chuẩn bị cho trận đấu. Ông cùng các trợ lý thực hiện công việc luyện tập thể lực, làm quen sân trong vòng nửa tiếng trước khi trở về khách sạn. Trọng tài Hoàng Ngọc Hà là một trong ba trọng tài đạt tiêu chuẩn FIFA của Việt Nam. Hai người còn lại, ông Ngô Duy Lân và Nguyễn Mạnh Hải. Trong hai năm 2019 và 2020, trọng tài Ngọc Hà cũng nhận danh hiệu còi vàng của bóng đá Việt Nam. Về tình hình lực lượng, sáng ngày 25 tháng 2,